rồi cái nhà ra rửa lá lốt nha cả nhà, rửa cái lá lốt cho chú thịt bò ăn, thịt bò nước. Mày đừng có nấu, mày không có làm đó. Như cả nhà mà không có đồ nướng thì cả nhà để lên chảo chống chống dính nướng cho mình nha. Rồi sau khi chảo chống dính nóng thì mình để một tí dầu. Dầu rồi mình sắp thịt bò lên đây, bò nó lết lên đây, mình nướng một chảo chấm dính. Sáng nó không được sáng lắm nha cả nhà, nó hơi bị tối. Mình thấy ra cho mọi người coi kết quả mình. Đây. Yeah.
làm được đơn giản ai cũng làm được, mọi người mọi nhà đều làm được. Không cần lò tính dính, không cần nồi nướng, lò nướng, rồi không cần biết pha, chỉ cần để lên chảo tính dính rồi một chút xíu gỏi qua là nó sẽ chín. Ngày mình ăn cơm với cái gì nè? Cái này mình sẽ ăn cánh với xương ớt với xương cay. Ăn với cơm không? Không, ăn không cũng được, ăn cơm cũng được, ăn bánh mì cũng được. Ngày chính đang cuốn bò lá lốt. Đây thành quả của mình mọi người. Bằng bằng cũng dễ dòi.
quay lại. Cần đặt thịt bò vô cái lá rồi cuốn vào đó. Rồi bên đây âm thanh hơi nhỏ cho mọi người để lần sau mình trang bị cái mic cho nó nói chuyện cho nó lớn hơn. Lần đầu tiên mình làm cái nhà chính đèn coi thầy sự nha mọi người. Cái này là...
Dạ, mấy bạn đi nhẹ. Chờ chừng nào có kết quả chính rồi cho mọi người coi. Rồi, sao đi?